Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Tổng biên tập Việt Báo chấm đê Quỳnh Nga đang có mặt tại cửa hàng hoa của một người Việt. Đây là cửa hàng hoa của em Nga, một doanh nghiệp rất là trẻ của Berlin. Và các bạn thân mến, đây là một vùng rất là xa Berlin. Cũng là vùng của Berlin nhưng mà Quỳnh Nga có thể gọi đây là vùng ven, chứ không phải trong trung tâm Berlin. Mà người Việt của chúng ta như các bạn thấy là rất chăm chỉ, không quản ngại đường xa để đi làm ăn, miễn là hội nhập tốt, miễn là sống tốt. Thì như các quý vị thấy, hoa rất là đẹp. Và cũng để cho các quý vị biết được rằng là những người Việt Nam làm ăn sinh sống ở đây rất chăm chỉ và chịu khó. Một cô chủ rất là xinh xắn, hơn 40 tuổi, với hai đứa con. Và Nga có thể nói là tự điều hành cái cửa hàng này, từ đi lấy hàng cho đến những công việc ở đây chỉ có một người giúp việc thôi, còn đâu là phải lo hết. Tại đây cũng nhận tất cả những bó hoa các quý vị đặt để cho tiệc cưới, tiệc sinh nhật. Các quý vị có thể gọi điện thoại theo số 0172 604 9997 hoặc 030 629 68222, hoặc cũng có thể đặt theo email theo Blumen Bundesstraße A cộng KM gmail.com, Blumen Bundesstraße A cộng gmail.com các quý vị nhé. Vâng, và như các quý vị thấy ở đây là vùng mọi người rất là biết chơi hoa chơi cây. Nga cho biết là chủ yếu là sẽ bán được cây cảnh, chứ là tất cả những cây và hoa ở đây đều phải rất là chất lượng, đều phải rất đẹp tươi. Vâng, và các quý vị thấy ở đây bó hoa cũng rất là đẹp, những bó hoa rất là xinh xắn và rất là tươi đẹp, rất là nghệ thuật, phối màu rất đẹp. Lộc, cô xin một tấm ảnh muốn nói lời tri ân tới công ty Hà Lai ở Berlin tại chợ Đồng Xuân, đã mang một phần quà rất là to lớn cho phủ chùa Đồng Tâm, lọc nước cúng dường cũng như cho bà con Phật tử gần xa để về cùng uống nước căng kèn để được những niềm vui và mạnh khỏe. Đây là cây sếp, cũng là cửa hàng của em Nga. Hôm nay có duyên này cô đi qua, chúc em ăn nên làm ra được nhiều lộc và may mắn, luôn luôn xinh đẹp. Chúc chị Hà và công ty Hà Lai thật nhiều niềm tin, luôn tỏa sáng và thành công rực rỡ trong công việc buôn bán và làm ăn tại Berlin và tất cả các nước trên thế giới. Xin được Phật, cảm ơn cô. Hôm nay Nga rất là vui được cô Huyền, nhà ngoại cảm làm phủ Đồng Tâm anh Phúc đến thăm.
Nga nhận xét không qua một chút nào hết, bởi vì rất là hiếm khi mà có những cửa hàng nào mà có nhiều những giống hoa quý như ở đây. Để phối thành một lọ hoa đẹp thì ở đây là sẽ có, giống như là mình đến các cửa hàng của Tây thì mới có những bông hoa lạ và đẹp thế này. Vui và những bông hoa đẹp cho mọi người. Dạ. Còn, tươi nhiều quá. Không cần tươi. Không cần tươi. Và cảm ơn em Nga thật nhiều. Chị Quỳnh Nga đã được một cây lan rất là độc lạ mang về nhà. Mùi hương hoa thơm ngát. Lần đầu tiên Quỳnh Nga nhìn thấy giống hoa lan đẹp như thế này. Mà thơm lắm. Cảm ơn Nga nhá. Và cũng từ cửa hàng của em Nga, Quỳnh Nga đã có một lọ hoa rất là đẹp để mang về nhà. Quỳnh Nga thấy rằng hiếm có ai mà lại chọn được những bông hoa đẹp và độc như thế này trong cửa hàng hoa của mình. Quý vị thấy đẹp không?